Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Trần Thị Nhung, số báo danh 73, năm nay tôi 27 tuổi. Tôi sinh ra, lớn lên, học tập và công tác tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, nơi có đền Sinh, Thái Miếu và khu lăng mộ các vị vua Trần. Hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều lần thứ nhất năm 2018 đã cho tôi cơ hội được giới thiệu, quảng bá những trang sử hào hùng của dân tộc, những nét đẹp của miền trầm tích văn hóa và sự chuyển mình thay đổi từng ngày của vùng đất địa linh nhân kiệt đệ tứ chiến khu. Tôi luôn tự hào về quê hương Đông Triều và tôi muốn niềm tin ấy, niềm tự hào ấy sẽ được lan tỏa đến tất cả các bạn về với quê hương tôi. Mục tiêu của tôi là trở thành đại sứ du lịch của thị xã Đông Triều. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Dương Thị Quyết, số báo danh 12, hiện đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bình. Đông Triều luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, vì đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc, nơi chứa đựng, lưu giữ những tình cảm, những giá trị thiêng liêng và cao quý. Đến với hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều năm 2018, tôi và các bạn thí sinh sẽ trở thành những đại sứ du lịch để quảng bá, giới thiệu những địa điểm du lịch, những nét đẹp về lịch sử, văn hóa, con người Đông Triều đến với bạn bè, du khách, để Đông Triều trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Phạm Thị Vân, mang số báo danh 30. Hiện nay tôi đang là giáo viên công tác tại trường Mầm non Hoa Lan, phường Mậu Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đến với cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều năm 2018, tôi mong muốn được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh tươi đẹp nhất về vùng đất con người Đông Triều, nơi tôi sinh ra và lớn lên, một vùng đất giàu truyền thống anh hùng bất khuất, vùng đất địa linh nhân kiệt. Đến với Đông Triều, quý vị sẽ được chào đón nồng hậu bởi sự thân thiện và nhiệt tình của con người nơi đây để có những khám phá, trải nghiệm mới về một vùng đất đáng đến, đáng nhớ và đáng sống. Quý vị hãy đến với Đông Triều quê tôi. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Vũ Thanh Lam, số báo danh 74. Năm nay tôi 26 tuổi, đến từ phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những tình cảm yêu thương dành cho quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta trưởng thành. Đó cũng chính là nguồn động lực, cảm hứng để Thanh Lam đến với hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều lần thứ nhất năm 2018. Thông qua hội thi, Thanh Lam mong muốn được trải nghiệm, học hỏi những điều mới mẻ, và đó cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự hiểu biết của mình về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên. Tự hào về quê hương với truyền thống lịch sử hào hùng đã và đang có sự thay đổi phát triển không ngừng. Cùng với tình yêu nồng nàn, tôi hy vọng rằng bằng tiếng nói của mình góp phần đưa hình ảnh của Đông Triều đến với du khách trong nước và quốc tế, xây dựng Đông Triều ngày càng phát triển giàu đẹp. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi tên là Lê Thị Thanh Thủy, số báo danh 78. Năm nay tôi 18 tuổi và tôi đến từ xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Với tình yêu quê hương và khát vọng được học tập, rèn luyện, tôi mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình để góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Đông Triều tới tất cả bạn bè trên mọi miền Tổ quốc. Đồng thời xây dựng nụ cười Đông Triều, nụ cười của niềm tin và hy vọng, để nụ cười ấy mãi rạng ngời trên gương mặt của tất cả những con người của quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng. Đến với quê hương tôi, với những tuyến điểm du lịch hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho tất cả các bạn khi đến với vùng đất, con người và sản vật của miền quê Đông Triều. Và tôi tự tin rằng mình có thể trở thành một đại sứ du lịch để mang nụ cười Đông Triều lan tỏa tới mọi miền. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Yến, năm nay tôi 14 tuổi, là học sinh lớp 8C3 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm nay, tôi rất vui khi được là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi. Qua cuộc thi này, tôi đã được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về vùng đất và con người Đông Triều. Đồng thời, không chỉ riêng tôi mà tất cả các thí sinh khác cũng càng trở nên ý thức, trách nhiệm sẽ là chiếc cầu nối và mong muốn để trở thành một đại sứ du lịch để giới thiệu các giá trị tinh hoa, tiềm năng của vùng đất Đông Triều đến với bạn bè gần xa. Thưa quý vị, tuổi trẻ chúng tôi đã và đang cố gắng học tập, rèn luyện và tu dưỡng để đạt được ước mơ. Ước mơ của tôi là trở thành một cán bộ đoàn giỏi, một MC trong tương lai. Tôi hy vọng rằng qua chương trình Người giới thiệu hay nhất về thị xã Đông Triều lần thứ nhất năm 2018 sẽ là bước đi đầu tiên của tôi trên con đường hiện thực hóa ước mơ ấy. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị. Xin chào!
Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Nguyễn Thị Thu Hường, số báo danh 33. Hiện nay tôi đang công tác tại trường tiểu học Mạo Khê A. Tôi rất vui mừng khi được tham dự hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều lần thứ nhất năm 2018. Hội thi này rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi, giúp tôi thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về những giá trị to lớn của các di sản văn hóa trải qua các thời kỳ lịch sử, về truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của quê hương Đông Triều địa linh nhân kiệt, về các thế mạnh, tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong thời gian tới. Sau hội thi này, tôi và các thí sinh tham dự hội thi sẽ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu tới bạn bè, du khách về vùng đất và con người Đông Triều, cùng chung tay góp sức để xây dựng Đông Triều trở thành điểm du lịch hấp dẫn và ngày càng giàu đẹp văn minh. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào quý vị và các bạn! Tôi tên là Vi Nhật Khánh, mang số báo danh 18 đến từ đơn vị xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Đông Triều. Đến với hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều năm 2018, với sức trẻ và sự tự tin của mình, tôi mong muốn được quảng bá những giá trị văn hóa, những truyền thống lịch sử, những tiềm năng du lịch của thị xã Đông Triều tới tất cả mọi người. Tôi tin chắc rằng khi các bạn đến với Đông Triều sẽ cảm nhận vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên núi rừng, của không gian văn hóa tâm linh gắn với Vương Triều Trần, cũng như cảm nhận được sự thân thiện và mến khách của con người nơi đây. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Vũ Thị Oanh, mang số báo danh 08, tôi đến từ trường Mầm Non An Sinh A. Thật tự hào về vùng đất giàu truyền thống lịch sử và đấu tranh cách mạng, một vùng đất gắn liền với tên tuổi của Lữ tướng Lê Chân, với chiến khu Trần Hưng Đạo, đệ tứ chiến khu oai hùng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 trên quê hương tôi. Đến với hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều lần thứ nhất năm 2018, với mong muốn được giới thiệu, quảng bá tới tất cả quý vị và các bạn những nét đẹp văn hóa, những giá trị lịch sử, những tiềm năng du lịch của thị xã Đông Triều, và đặc biệt là quê hương An Sinh thân yêu của tôi, với cụm di tích nhà Trần linh thiêng và kỳ bí, chứa đựng trong mình những giá trị tinh thần bất diệt và là minh chứng cho một thời kỳ vàng son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Rất mong một ngày gần nhất, tôi sẽ được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hành trình trải nghiệm khám phá những điều thú vị trên quê hương tôi. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi, Nguyễn Lâm Nhi, số báo danh 39. Hiện tại thì Lâm Nhi đang là sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành quản lý văn hóa trường Đại học Hạ Long. Đối với bản thân Lâm Nhi, mặc dù không sinh ra và lớn lên tại quê hương Đông Triều, nhưng mỗi lần có dịp đến với Đông Triều, được tham quan, được trải nghiệm và tham gia các hoạt động ở nơi đây, thì Lâm Nhi lại có những cảm nhận và những ấn tượng khó quên. Vâng, kính thưa quý vị, Đông Triều giống như một bức tranh đa chiều mà ở đó Lâm Nhi được tìm về và được sống trong một phần ký ức của lịch sử dân tộc. Không chỉ vậy, đến với Đông Triều ngày nay thì quý vị sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của thị xã trẻ năng động. Hệ thống các khách sạn, nhà hàng, chuyên nghiệp và sầm uất. Hệ thống 4 tuyến, 15 điểm du lịch, thu hút càng nhiều các khách du lịch đến tham quan. Trên tất cả những điều ấy thì tôi, một con người của Quảng Ninh, có quyền tự hào, biết ơn, trân trọng những gì thế hệ đi trước đã để lại. Từ đó, giữ gìn, phát huy những truyền thống ấy để trở thành một người con ưu tú của quê hương, góp sức mình xây dựng cho quê hương giàu đẹp và văn minh. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Bùi Ngọc Hoa, số báo danh 09. Hiện tôi đang công tác tại trường Mầm Non Sao Mai, phường Mạo Khê. Tôi thấy mình thật may mắn và tự hào khi được sống và làm việc trên chính mảnh đất quê hương Đông Triều yêu dấu, xinh đẹp và ngày càng đổi mới này. Với phương châm sống, trẻ, khỏe, trí tuệ, nhiệt tình, bản lĩnh và sáng tạo, tôi hy vọng có thể truyền tải được hết thông điệp của cuộc thi đến tất cả quý vị và các bạn. Người ta vẫn thường nói rằng, chăm nghe không bằng một thấy. Vậy nên mời các bạn hãy đến với Đông Triều quê hương tôi để cùng cảm nhận, cùng khám phá những điều thú vị hơn thế các bạn nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Nhung, số báo danh 91. Hiện tôi đang là hướng dẫn viên của khu du lịch Quảng Ninh Gate. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đông Triều, một vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử và đấu tranh cách mạng, một vùng đất có nhiều tiềm năng và mang khát vọng khẳng định mình về kinh tế, văn hóa. Để nói về bản thân mình, tôi muốn các bạn nhớ đến tôi qua ba từ chân thành, năng động và quyết tâm. Đến với cuộc thi này, tôi rất vui khi được cùng với các thí sinh tham dự hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều năm 2018. Đây là dịp giúp tôi thêm yêu, thêm hiểu và thêm tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên. Và đây cũng là dịp giúp tôi có thể giới thiệu cho bạn bè và du khách về những truyền thống lịch sử hào hùng, về tiềm năng và thế mạnh của quê hương mình. Các bạn hãy đến với quê hương Đông Triều của tôi để cảm nhận không gian văn hóa và thấy được những con người vô cùng thân thiện ở nơi đây nhé!
Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Lê Thị Thanh Huyền, mang số báo danh 57. Hiện nay, tôi đang công tác giảng dạy tại trường tiểu học Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thật tự hào khi tôi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đông Triều, vùng đất địa linh nhân kiệt, được sử sách ghi nhận là quê gốc của các vị vua triều Trần. Vâng, hãy đến với Đông Triều quê tôi để cùng hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên nên thơ hùng vĩ. Chắc chắn Đông Triều quê tôi sẽ là một điểm đến hấp dẫn và thú vị trong chuyến hành trình khám phá của quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thu Hiền, số báo danh 63, sinh năm 1989, đến từ Ban Quản lý Khu Di tích Nhà Trần, thị xã Đông Triều. Mặc dù không sinh ra và lớn lên tại Đông Triều, nhưng qua những năm tháng sinh sống ở nơi đây, mỗi con đường, mỗi tấc đất, mỗi ngôi nhà và con người tại Đông Triều đã trở nên thân thương và gắn bó đối với tôi. Đông Triều là quê hương thứ hai, là nơi tôi lựa chọn để xây dựng cuộc sống gia đình và thực hiện những ước mơ của mình. Đến với cuộc thi lần này, tôi mang theo một thông điệp và đó cũng là ước mơ của những người con quê hương Đông Triều. Hãy cùng tôi chung tay xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của miền đất tổ Ngoạ Vân và khu di tích Nhà Trần, thị xã Đông Triều. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Xin trân trọng cảm ơn.